trần gian, mấy ai biết ngày hợp tan. Hôm qua hỉ hoan, đùa vui hát cười rộn rã, mà nay người đã xa, lời ca nhiều xót xa. Phút giây xa thân lụi tan, còn đâu nữa mà thở. Đời sau.
sống lại. Và trong thân thế này, tôi sẽ đưa chiêm ngưỡng lòng yêu Chúa con. Trước khi vào thánh lễ, chúng con xin cảm ơn cha xứ đã tạo điều kiện cho chúng con về với quê hương, về với trong ân tình trong ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, đặc biệt là cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu của chúng con đang nằm đây. Và trong thánh lễ này, chúng ta cũng hợp ý cầu nguyện cho những người xin, cầu cho tổ tiên, ông bà, nội ngoại, các linh hồn nơi luyện ngục, các linh hồn làng Hoàng Nguyên, hai cha cố Phaolô, Giuse, Maria, các thai nhi, cầu được bình an, cầu cho được ăn ăn trở lại, tạ ơn Chúa Đức Mẹ, cầu cho được như ý, cầu cho các linh hồn Giuse, Maria, Phêrô, Gioan, Alfonso, Francisco, Xavier, Teresa, Thomas, Anna, Joan, Marta, Monica, Paulo, Anton. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, hàng năm giáo hội dành riêng tháng 11, tháng tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời, đặc biệt là những người thân yêu của chúng ta đã ra đi trước chúng ta. Thế nên chúng ta cầu nguyện cho các ngài để xin Chúa giàu lòng thương xót, luôn tha thứ thanh tẩy các ngài để các ngài sớm được hưởng vinh quang Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng nhau thành tâm nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xin Chúa thanh tẩy tha thứ, hầu giúp chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin nhiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là niềm vinh hạnh của mọi người tín hữu, là sự sống của bậc chính nhân. Chúa đã muốn cho con Chúa chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến những người tín hữu khi còn sống đã tin nhận mầu nhiệm phục sinh mà ban cho họ được vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah.
Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch lỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em lên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi, chính thần khí chứng thực cho con
thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải. Lời chúng ta muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn liềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư lát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh lở, không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Đó là lời Chúa. Anh chị em và cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến Bethania, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em chỉ sẽ sống lại." Cô Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có tin thế không?" Cô Martha đáp: "Thưa thầy có, con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có
một số người lương dân nghĩ rằng người đi theo đạo là bỏ ông bà tổ tiên, bởi vì không thấy người có đạo cúng bái gì cả, các cụ sẽ bị đói, nhất là những ngày giỗ, những ngày Tết không thấy cỗ bàn đưa lên thì các cụ sẽ bị đói. Rồi nhiều người, một số người nghĩ như vậy cho nên cũng không dám cho con mình theo đạo, bởi vì theo đạo là bỏ ông bà tổ tiên, rồi sau này sẽ là ma đói. Thế nhưng thực sự ra thì chúng ta biết rằng không phải theo đạo là bỏ ông bà tổ tiên, mà thậm chí còn phải thảo kính với ông bà tổ tiên nhiều hơn nữa. Chúng ta biết rằng giáo lý dạy chúng ta phải thảo kính ngay khi còn sống, phải tôn kính, yêu mến, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ, chứ không phải là đến lúc qua đời thì mới là thảo kính, hay là sống thì không cho ăn, chết làm văn tế ruồi, rồi mời sư mời thầy, rồi đình đám ầm ĩ và nghĩ rằng đó là thảo kính. Còn sống thì chỉ mong cho chết sớm để chia chác. Thì đấy không phải là hiếu. Và rồi khi qua đời thì chúng ta thấy giáo hội mời gọi chúng ta phải cầu nguyện, dâng lễ, dâng các việc lành hy sinh cho những người đã qua đời, đặc biệt là tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta. Các cụ đã về thì các cụ không có thể ăn được những thức ăn mà con người trần gian ăn. Cho nên nếu như đưa mâm cao cỗ đầy lên thì cũng chỉ là để tế ruồi, mất vệ sinh. Cho nên giáo hội mời gọi chúng ta nếu có thì có thể có nén hương, bông hoa hoặc là mấy cái trái cây cũng được, thể hiện tấm lòng thảo kính. Còn điều chính yếu là chúng ta phải cầu nguyện, phải dâng các việc lành hy sinh cho các cụ, và đặc biệt là dâng các thánh lễ cầu nguyện cho các cụ. Rồi giáo hội cho chúng ta một tháng 11 hàng năm để kính nhớ các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân nhân của chúng ta đã qua đời. Rồi ngày giỗ, ngày Tết chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho các cụ. Hàng ngày chúng ta vẫn nhớ đến các cụ, đọc kinh, cầu nguyện trong các giờ kinh, và đặc biệt là trong các thánh lễ. Chúng ta thấy không có lễ nào mà không có cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân bằng quyến thuộc đã qua đời. Cho nên có thể nói là phải nói là hiếu hơn, chứ không phải là bỏ tổ tiên. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây, nơi vườn thánh của giáo xứ chúng ta. Nơi đây có các cụ, ông bà, tổ tiên, cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc của chúng ta đang nghỉ yên nơi đây, để chúng ta cầu nguyện cho các ngài, những người đã qua đời trước chúng ta. Chắc chắn là mỗi người chúng ta có những cái tâm tình khác nhau.
là những người con cái thì sẽ có cái tâm tình khác, là những người vợ người chồng sẽ có tâm tình khác, là những người cha mẹ lại có những cái tâm tình khác. Con cái có thể có những cái tâm tình thương nhớ cách này cách khác, cả cuộc đời cha mẹ khổ sở rồi, đến lúc khá giả một chút thì cha mẹ lại bỏ con cái mà đi, con cái cũng ngậm ngùi thương nhớ. Hay là người vợ người chồng cũng thương nhớ, bởi vì đã bao nhiêu năm ăn ở với nhau, tình nghĩa sắt son, giờ đây một người bỏ ra đi để lại sự trống trải, sự cô đơn, sự vất vả lo lắng cho con cái một mình. Rồi có thể là cha mẹ có cái tâm tình xót thương con cái. Có những người cha mẹ mất con còn rất là trẻ. Tôi biết có một người mẹ năm nào xin lễ cũng khóc, xin cho con của mình. Có một cậu con trai rất quý nó. Thế nhưng mà đến lúc nó bị tai nạn xe máy, nó chết. Và người mẹ không thể nguôi được, năm nào xin lễ cũng khóc. Cái tấm lòng của cha mẹ là như vậy đó. Rồi còn nhiều những cái tâm tình khác nhau nữa. Có thể là những tâm tình hối tiếc, bởi vì mình đã không cư xử cho đúng mực là những người con cái với cha mẹ, hoặc là những người vợ người chồng đối với nhau chưa cư xử cho nó đúng. Hay là người cha người mẹ chưa chăm sóc con cái cho nó đầy đủ như là Chúa dạy, để rồi chúng ta hối tiếc, chúng ta ân hận cách này cách khác. Thế nhưng tất cả giờ đây cũng đã qua đi, chúng ta có hối tiếc cũng không làm gì được nữa. Giờ đây chúng ta cùng dâng tất cả cho Chúa, và chúng ta cầu nguyện để Chúa thương sớm cho các thân nhân của chúng ta được hưởng nhan thiên Chúa. Đó là điều vô cùng cần thiết. Và không chỉ ngày hôm nay mà còn nhiều ngày khác trong tháng 11 và suốt cuộc đời chúng ta. Đó là những cái nghĩa cử cao đẹp, những cái ân tình, những cái lòng thể hiện lòng thảo kính với cha mẹ, lòng tình yêu thương đối với vợ chồng và với con cái anh em. Rồi đứng ở nơi đây, mỗi người chúng ta cũng có những suy nghĩ về chính cuộc đời của mình, về chính cuộc sống này. Cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta? Đâu là cái điều mà chúng ta phải theo đuổi? Người ta kể câu chuyện rằng có một người phú gia có bốn người bạn. Một người bạn rất là thân, thân đến độ như thể là hình bóng của chính mình, và có cái gì cũng ăn ngon là chia sẻ hết cho người bạn đó. Từ nhỏ, từ khi còn nối khố với nhau. Rồi có một người bạn thứ hai, đó là người bạn làm ăn kinh doanh thì thân thiết với nhau, và anh ta coi người bạn đó như là một sự tự hào của mình, đi đâu cũng khoe với người khác, tôi có người bạn như thế đó. Cũng rất thân thương, rất gần gũi. Và một người bạn thứ ba cũng thân nhưng không thân lắm, có thân nhưng mà cũng không. Người bạn đó tuy không như được hai người bạn kia nhưng cũng chia sẻ rất nhiều, đặc biệt là vui buồn, lúc khó khăn, lúc thành công, thất bại. Rồi có một người bạn cuối cùng là một người bạn sơ sơ,
ít để ý tới. Và một ngày kia ông ta bị mắc một bệnh, căn bệnh trầm trọng, phải đối diện với cái chết. Thì ông ta nói với người bạn thân: tôi với ông như tuy là hai nhưng là một. Ông có dám đi với tôi sang thế giới bên kia không? Ông nói rằng: tôi với ông thật là thân đó, nhưng mà làm sao tôi có thể đi theo ông cho được. Thôi đường ông đi, đường tôi đi. Người bạn thân thứ nhất đó chính là cái thân xác chúng ta. Đến lúc nhắm mắt lìa đời thì chúng ta phải bỏ lại tất cả. Rồi người bạn thân thứ hai đó là tài sản của cải, bằng chức tước, bằng cấp của chúng ta. Khi hỏi ông có đi theo tôi không, ông có dùng những cái thế giá của ông để bảo vệ tôi ở thế giới bên kia không, thì ông nói rằng: tôi cũng không thể đi theo ông. Tôi sẽ đi theo làm bạn với người khác, vì ông biết rằng phù thịnh không ai phù suy. Giờ đây ông chẳng còn gì, tôi theo ông để làm cách gì? Đó là người bạn tiền bạc của cải, chức tước cũng sẽ rời bỏ chúng ta. Rồi người bạn thứ ba đó là chính người thân yêu trong gia đình chúng ta. Có nhiều khi vì tiền bạc, vì chính mình mà mình cũng bỏ rơi cả gia đình, thậm chí là quên lãng hoặc là không quan tâm đến gia đình. Thế nhưng gia đình luôn là chỗ dựa, luôn là cái nơi mà chúng ta cần thiết nhất để an ủi, nâng đỡ, khuyên nhủ những lúc khó khăn, những lúc gian nan. Thế nhưng những người thân trong gia đình thì cũng chỉ dẫn đưa chúng ta đến vườn thánh là cùng, không thể đi theo chúng ta sang thế giới bên kia. Còn người bạn cuối cùng tuy sơ sài, không thân lắm, nhưng người đó nói rằng: tôi sẽ đi theo bạn sang thế giới bên kia, đồng hành với bạn, tôi thương bạn, bạn đừng bỏ rơi tôi. Người bạn đó chính là linh hồn của chính chúng ta. Mỗi người chúng ta nhiều khi đi theo đuổi những cái nó ở những cái điều mà nhiều khi chúng ta nghĩ là nó rất quan trọng, chăm sóc cái thân xác của mình một cách hết lòng hết sức, chu đáo chăm chút, rồi trang điểm, rồi mọi sự. Thế nhưng rồi nó sẽ rời bỏ chúng ta. Của cải, bằng cấp, nó cũng sẽ bỏ lại tất cả. Và chính cả người thân yêu cũng không thể đi theo chúng ta đến tòa chúa. Chỉ có phần linh hồn là quan trọng nhất, sẽ đồng hành với chúng ta đến tòa chúa, trung thành, yêu thương, với đồng hành với chúng ta. Thế nhưng nhiều khi chúng ta lại không để ý tới phần linh hồn của mình, hoặc có thì qua loa, cho nó gọi là có. Ngày hôm nay trong cái bối cảnh, cái khung cảnh vườn thánh đầy linh thiêng này, cũng là một lần nữa mời gọi chúng ta suy nghĩ về cái cuộc sống của chúng ta. Đâu là quan trọng nhất? Cái gì thực sự là chúng ta phải theo đuổi, chúng ta phải hết lòng hết sức với nó, hết linh hồn với nó? Có phải là cái thân xác này không? Có phải là của cải tiền bạc không? Hay là những gì ở trần gian này? Cho nên chúng ta hãy ý thức lại, để mỗi người chúng ta
sửa đổi đời sống nếu như chúng ta đang nhắm những cái tùy phụ mà cái chính yếu chúng ta lại nhiều khi là sơ sài, qua loa hoặc là coi thường, coi nhẹ. Ngày hôm nay bước vào tháng 11, tháng các linh hồn, một lần nữa chúng ta được mời gọi hãy cầu nguyện và dâng các việc lành hy sinh, đặc biệt là dâng các thánh lễ cho các linh hồn đã qua đời. Đó là ông bà tổ tiên, những người cha mẹ, thân nhân, thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta, để chúng ta cũng ý thức rằng chúng ta cũng sẽ rời bỏ tất cả một ngày nào đó. Và điều quan trọng nhất là phần rỗi linh hồn của chúng ta. Chúng ta phải lo cho mình và cho con cháu mình. Đó là điều quan trọng nhất, để rồi chúng ta không ân hận nuối tiếc khi mà chúng ta nằm xuống. Chứ gì được như vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục sinh Đức Kitô từ trong kẻ chết và cho thân xác yếu hèn của chúng ta sống lại. Trong niềm hy vọng đó, chúng ta cùng tha thiết quyền xin. Xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh biết chết đi cho tội lỗi để được sống lại trong Đức Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin Chúa cho những người đang tìm lẽ sống được ơn đức tin, để họ biết đợi ngày kẻ chết sống lại và cuộc sống đời sau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin Chúa cho những người đã qua đời được hưởng lòng Chúa thương xót và sống bên Ngài luôn mãi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin Chúa lau sạch nước mắt những người đã qua đời trong giáo xứ chúng con, như chính con Chúa đã an ủi tang quyến Lazaro. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin nhận lời chúng con cầu nguyện để mai sau chúng con được về hưởng vinh quang nước Chúa. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, lời Chúa khải trời đất, Chúa tùng cho rồng ban cho chúng con bánh nhảy là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trưởng sinh cho chúng con. Chúa tùng thiên Chúa đến muôn đời. Con
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, Chúa cùng cho rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Thiên Chúa, chúng con xin Chúa nhận tâm hồn chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối và xin cho hy lễ chúng con dâng Thiên Chúa để lòng Chúa. Ôi xin Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lễ vật này để cầu cho anh chị em tín hữu đã lìa cõi thế. Xưa Chúa đã lấy nước thanh tẩy họ, nay nhờ Đức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hòa. Xin mở lòng khoan dung, rửa họ cho sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình Người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa, một mình Người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế, hợp với các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa, đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Anh ở Chúa trên cao tầng trời, Chúa tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời,
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đi là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chữa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúa chỉ việc một vấn sớm nhìn mặt sự sống đời đời. Để Chúa Giêsu Kitô sắp rước mình vào máu thánh, Chúa xin để con mình dễ xét xử và luận phạt như lần thứ bị xót thương. Chúa xin dừng với cha trở ơn xác con và sống muôn đời với Chúa. Xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ hằng sống muôn đời. Đưa con vào đường muôn vinh cùng an vui.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong bí tích vượt qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Đức Kitô, đứng toàn thắng tội lỗi và thần chết. Xin cho anh chị em tín hữu đã qua đời được thoát khỏi vòng tội lỗi để cùng người hưởng vinh quang phục sinh, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng viếng vườn thánh để lĩnh ơn toàn xá, đọc kinh lạy Cha, một kinh tin kính. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Lạy Cha chúng vô cùng dựng lên trời đất, tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép. Cho chúng con.
đường Chúa thương cho nên hình hài, vì Chúa thương bao con một ngày, Chúa khoan dung rộng lượng vô biên. Bao năm rồi cuộc đời hy sinh để sống luôn yêu thương mọi người, một đức tin trung kiên tuyệt vời. Sinh để sống luôn.